Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Sáng nay quá mưa rồi các bạn. Đó, trên góc màn hình đây nè các bạn. Đây, hai chiếc xe nè các bạn. Đó là chiếc quay RSX và chiếc Sirius SV của mình. Thì thế thì hôm nay vấn đề mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn cũng như tất cả anh em là sẽ so sánh cũng như đánh giá một số cái vấn đề liên quan hai chiếc này. Nguyên nhân là do có một số bạn là đang phân vân không biết lựa chọn chiếc xe nào, nên chọn mua chiếc xe Sirius SV hay là chiếc quay RSX. Rồi đó, trước mặt các bạn đây là hai chiếc, một chiếc quay RSX FV với chiếc Sirius FV. Thì có một số bạn đã phân vân không biết lựa chiếc nào. Thế thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn làm cũng như là cái việc so sánh hai chiếc này như thế nào để cho tất cả các bạn có thể lựa chọn một chiếc xe cho mình nó phù hợp nha. Về cái đánh giá thứ nhất của mình đó các bạn, thì hiển nhiên nếu mà nói về cái vóc dáng hai chiếc xe này, thì đối với riêng cá nhân bản thân mình đó các bạn, thì chiếc xe quay RSX nó sẽ đẹp hơn chiếc Sirius FV. Cái dáng của nó nhìn nó nhu hơn các bạn, còn cái chiếc xe Sirius FV này nhìn nó ngầu hơn. Đó, về vóc dáng là như vậy. Còn về cái phần này nè các bạn, về cái phần yên thì mình thấy là cái có vẻ như là yên của chiếc quay, cái bề bảng trên đây nè các bạn, bề bảng này nè nó sẽ rộng hơn, nó bự hơn, do đó là nó ngồi rất là cảm giác nó sẽ thoải mái hơn chiếc Sirius FV. Về cái phần yên nha, về cái phần đầu đèn này nè các bạn, về cái độ sáng của đèn á các bạn, thì dòng quay RSX này nó không sáng hơn dòng Sirius FV nha các bạn. Cái bên đây độ sáng của bóng đèn zin theo xe tầm quay RSX thì 8-10 so với Sirius nó sáng hơn các bạn. Còn nói về cái góc mà tay lái của hai chiếc này, thì hiển nhiên chiếc Sirius cái góc tay lái nó rộng hơn là chiếc quay RSX, do đó thì nó lái qua cua này kia ôm cua nhẹ nhàng hơn chiếc quay nha các bạn, về cái góc lái tay lái. Còn mình nói về cái hành trình phục, các bạn thấy không, mình cũng có một số clip mình đã nói rồi về hành trình phục, thì các bạn nhìn trực diện vào hành trình phục của dòng quay này nó sẽ dài hơn, do đó nó chạy sẽ đầm hơn các bạn. Các bạn thấy ngắn không, dòng da nó có khúc thôi, dòng Honda rất là dài, và cái độ đầm của xe quay RSX này nó sẽ đầm hơn do cái hành trình phụ nó dài hơn các bạn. Về là hồi nãy thì mình cũng có quan sát về bộ phận mà thắng đĩa các bạn, thắng đĩa thì so mà hai cái đĩa mình thấy cảm giác như là cái đĩa của dòng quay này nó mỏng hơn là của Sirius nó hơn 3 ly mấy, hình như cái này có 2 ly 8 hay gì các bạn, tại không có thước đo, chứ có thước đo đo cho chính xác cho các bạn xem luôn. Về cái hành trình phục sau các bạn, hai loại xe này thì hành trình phục sau của dòng Sirius FV nó sẽ cứng hơn, tải trọng nặng tốt hơn là cái dòng quay thì cái lò sau phục của nó nhão hơn, do đó nó tải trọng nặng nó hơi yếu hơn các bạn. Quên nữa, nhắc lại cái vụ này nè các bạn mà nào mà tải trọng nặng á, tải trọng nặng nhiều đó, thì hiển nhiên chiếc Sirius này nó chở nặng rất là tốt hơn chiếc quay nha. Chiếc quay chở nặng hơi yếu hơn chiếc Sirius. Rồi như vậy đến cái phần ổ khóa các bạn, thì cái phần mà ổ khóa thì các bạn thấy rồi, cái ổ khóa của dòng Sirius FV này nhìn rất là đẹp và thẩm mỹ, và tổng hợp tất cả những cái tính năng cũng như chức năng được tập hợp ở trên đây hết, tức là vừa phá cổ nè, mở nè, rồi mở cấp yên luôn. Rồi đặc biệt thêm lưu ý nữa là cái khóa chống trộm các bạn, cái rãnh trong đây nè các bạn, nó sẽ sâu hơn, do đó mà khi cái chìa khóa mình đưa vô đây mở nó sẽ dễ dàng hơn đó. Còn đối với cái dòng mà quay RS thì nó đây nè các bạn, đó các bạn thấy chưa, để mình lấy cho sáng quá tối các bạn, đây thì thấy thì cái ổ khóa này nó chỉ có là khóa cổ và cái mở thôi, và ngay cả cái mà khóa chống trộm là cái lẫy này nè các bạn. Thường những cái dòng Honda nó làm cái gờ này thấp lắm các bạn, do đó khi mà các bạn lẫy khóa chống trộm rồi đó, các bạn mở rất là khó khăn, và sau khi mà mở nhiều lần như vậy đó, nó bị tuôn, cho nên là nó khó lắm. Ngay cả cái lẫy này nè các bạn, lẫy không khéo là nó gãy cái lẫy này luôn nè đó. Và nó không có tính năng hữu dụng hơn là dòng Sirius, nó mở xăng là nằm tại đây đó. Vậy ổ khóa thì nó xi này nó lợi thế hơn so với cái dòng quay. Còn là mình sẽ nói về cái phần
động cơ xe máy thì hiển nhiên hai cái động cơ xe này thì hiển nhiên về phân khối thì CDUS FB nó sẽ cao hơn là quay SX. Thằng CDUS thì 115, còn bên đây thì nó 110. Do đó là tốc độ cũng như phân khối nó đã hơn các bạn, CDUS thì nó hơn rồi. Về cái độ mà động cơ mà nó im ấm thì hiển nhiên là dòng quay dòng Honda hầu đó tới bây giờ luôn các bạn, thì dòng quay á, những cái dòng Honda luôn thì máy nó sẽ chạy sẽ ấm hơn, nó ít gào hơn những cái dòng da nha. Da thì nó gào hơn, Honda thì sẽ ấm hơn, cũng như tiếng bô cũng vậy nữa các bạn. Tiếng bô thì bô bên của dòng quay thì lúc nào nó cũng ấm hơn dòng Sirius nghe cái tiếng nó sẽ giòn hơn. Còn cái này là mình không nói thiên vị nha các bạn. Nếu mà nói về cái dàn chân của hai xe này thì bảo đảm luôn, đối với hiện trạng bây giờ cái sản xuất cũng như là cái hãng nó làm sản phẩm nha các bạn, mình bảo đảm chắc chắn một điều, dàn chân của Sirius nó sẽ hơn cái quay RS. Còn về thông số vỏ lớp của hai xe này thì như nhau nha các bạn. Lớp trước thì 70-90-17, lớp sau thì nó là 80-90-17. Mà ngạc nổi như thế này nè các bạn, cái vỏ lớp Innu này và cái lỗ mắc xít thì hiển nhiên mắc xít nó sẽ bền hơn. Nó bền hơn nha các bạn, và nó có giá thị trường cao hơn mà các bạn. Nhưng mà ngược lại cái độ bám đường á, cái độ bám đường của cái vỏ mắc xít này không bám hơn cái vỏ Innu, vì do nguyên nhân đã kéo hoa văn ở trên gai lớp nè các bạn, nó không phù hợp với cái địa hình là bằng phẳng. Thì do đó thì cái vỏ Innu này đi cái địa hình mà bằng phẳng nó sẽ bám đường tốt lắm các bạn, nhưng mà được cái này sẽ mắc kia. Cái về phần vỏ lớp á, thì mình cũng đã nói rồi à, mình chỉ nhắc lại ở đây cho các bạn số nắm một số bạn để bạn nắm thôi. Rồi sau đây mình sẽ nói đến cái phần độ tiết kiệm nhiên liệu của hai chiếc xe này nha các bạn. Thì trước khi mà nói về cái độ tiết kiệm nhiên liệu của hai chiếc này, thì muốn một chiếc xe mà tiết kiệm nhiên liệu thì hiển nhiên cái việc mà khâu mà chăm sóc bảo dưỡng định kỳ nó quyết định được cái độ mà tiết kiệm nhiên liệu nha các bạn. Và cái thứ hai nữa, cái cách chạy của các bạn có đảm bảo là tiết kiệm nhiên liệu hay là không, hai cái đó dồn lại thì chiếc xe của các bạn sẽ tiết kiệm nhiên liệu đến mức tối đa. Ví dụ như bảo dưỡng định kỳ cho nó tốt và cách chạy của bạn không thốc ga, chạy một cách điềm đạm thì hiển nhiên xe bạn tiết kiệm nhiên liệu nhiều hơn đó. Chứ một số bạn thường thấy tranh cãi là các bạn chạy không chăm sóc, không bảo dưỡng xe, rồi các bạn nói xe này là chạy vậy không có thật. Có thật nha các bạn. Đối với xe Sirius FG, hiện trạng xe mình luôn, đi nội ô 70 cây một lít và đi ngoại ô đi hành trình xa thì 75 cây một lít. Thì cái cách chạy của mình á, thì mình đã chia sẻ đến tất cả các bạn y chang như cách chạy Rora của trong cái clip trước của mình. Thì cứ như vậy làm thôi các bạn. Còn đối với cái dòng quay RSX này thì một số bạn cũng như số anh em đã sở hữu rồi, cũng chăm sóc kỹ lưỡng, kỹ càng và chạy điềm đạm này kia, ổn định. Thì hiển nhiên xe này đạt ngưỡng cửa có thể đi hành trình xa là đạt trên 80 cây một lít nha các bạn. Cũng có bạn đã sử dụng rồi, cũng chia sẻ rồi. Đó. Còn mà đi nội ô là xe này tầm khoảng 75 cây một lít. Nó sẽ độ tiết kiệm nhiên liệu nó sẽ hơn thằng Sirius này ít nhất gì cũng từ 5, thấp nhất là 5 đến 10 km lít nha các bạn. Thì ví dụ như xe này 70 thì xe này sẽ 80 hoặc 75. Đó, về độ tiết kiệm nhiên liệu. Còn nếu mà mình nói về cái phần mà lỗi vặt các bạn, thì hai dòng xe này thì dòng xe Sirius nó có những cái lỗi nhỏ lặt vặt nhiều hơn là dòng quay RSX. Thì những bạn nào mà cũng có xem clip mình thì các bạn mà đang sử dụng Sirius FB thì các bạn cũng có, mình cũng có những cái clip chia sẻ cách khắc phục rồi, nên các bạn yên tâm về cái phần đó. Còn nói về cái phần mà vận hành xe đó các bạn, thì hiển nhiên đối với hai xe này thì cảm giác mình thì mình đánh giá như thế này nè các bạn. Đi dòng mà đi mà những cái loại mà địa hình phức tạp như gồ ghề hay đồi núi thì hiển nhiên cái dòng da nó sẽ bốc hơn và nó đảm bảo tốt hơn các bạn. Nhất hạn là những cái đường gồ ghề và những cái đường mà trơn trượt này kia, tại do nguyên nhân cái phần vỏ lớp và cái thứ hai máy móc nó mạnh hơn mà các bạn, hiển nhiên là nó bốc hơn, nó chạy mạnh hơn, nó đi tốt hơn, đi địa hình sẽ tốt hơn là dòng quay mà đi đường xa này kia, hay như là máy nó sẽ đuối lại, còn da là nó đóng máy nó chạy dữ lắm các bạn. Còn nói về cái mặt giá cả các bạn, thì hiển nhiên cái xe quay RSX này nó sẽ cao hơn chiếc Sirius FB này tầm khoảng một vài triệu nha.
tùy theo cơ sở bán nha các bạn, về giá cả. Rồi như vậy mình sẽ trình bày thêm cái phần này nè các bạn. Thế thì thường thường á, những cái dòng Honda đã đi được đi vào tiềm thức của người Việt Nam các bạn. Do đâu? Do cái sự im ấm của nó và cái độ bền bỉ của nó. Và khi mà nó có hư hỏng á, thì những cái phụ tùng mà thay thế cũng như việc mà sửa chữa nó dễ hơn, phụ tùng nó rẻ hơn. Do đó là dòng xe Honda rất là ưa chuộng tại Việt Nam. Do đó là có cái giá là nó cao hơn, cao lắm các bạn. Tức có nghĩa là khi mà nhà xuất xưởng đã đề ra một giá sản xuất đó, nhưng mà bán ra ngoài thị trường nó cao hơn những cái dòng da lắm. Da thì ít ưa chuộng, nhưng mà so về lúc trước đó nha các bạn, do lúc trước là những cái điều kiện cũng như là phụ tùng cũng như việc sửa chữa nó có, đối với những dòng da cũng như lẫn những cái dòng xu luôn đó, nó khó sửa và đồ phụ tùng thay thế phụ kiện của nó mắc hơn dòng Honda rất là nhiều, do đó ít ai được ưa chuộng. Cái đó là cái đó lúc trước nha các bạn. Còn hiện tại bây giờ á, thì phụ tùng nói chung là đầy hết trơn rồi các bạn, ở đâu cũng có hết. Do đó các bạn yên tâm về cái mặt này sửa chữa, nhưng cũng như là lựa chọn là phụ kiện sau này là xe mình có hư đó để dễ thay thế, thì hiển nhiên bây giờ rất là dễ luôn các bạn. Rồi như vậy nãy giờ mình cũng đã trình bày cho tất cả các bạn cũng như tất cả anh em những cái ưu khuyết điểm cũng như là việc so sánh hai cái dòng xe này, một là chiếc Way RSX FB và chiếc CVWood FB. Thì qua video này thì các bạn nào có xem video mình thì thấy cái nội dung trình bày của mình còn thiếu sót hay là còn thiếu một cái vấn đề gì đó, thì tôi mong các bạn khi mà xem video của mình thì hãy bình luận dưới video để góp ý thêm cho mình đó các bạn, để sau này mình xây dựng cái video nó sẽ hay hơn, thiết thực hơn để truyền tải đến tất cả các bạn tiếp tục. Thì qua video này thì nếu mà các bạn anh em đăng cái xe nào thì mua xe đó thôi, thì mình cũng đã trình bày hết rồi. Cái chủ đạo, cái quan trọng nhất là cái việc mà mình mua xe về mình chăm sóc bảo dưỡng định kỳ cho nó tốt, thì hiển nhiên chiếc xe nó sẽ bền hơn thôi các bạn. Rồi video của mình chia sẻ đến tất cả các bạn là việc là giữa chiếc CVWood FE và chiếc Way RSX này các bạn, nên mua chiếc nào thì các bạn cũng đã nắm rồi, thì các bạn tự lựa chọn thôi nha. Rồi như vậy là chân thành cảm ơn các bạn đã xem video này của mình, và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye các bạn.